Ủa, để xem nào. Thằng điên này, mày bị tự định tự tử à? Bán phụ ma xong rồi nè. Để ma đặt lên phòng. Lên đây, lên đây, lên đây, thích phụ ma lại, lên đây. Lắt. Điên off đi. Từ từ để anh chỉ cho, đây, đây, đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Mày phụ ma cái quyển này, xong rồi mày mới búp vào lận. Đấy. Đặt cái quyển đấy lên phụ ma. Cường lực xạ kích cái thợ săn động vật này. Đấy, xong rồi mới phụ ma lên. Này, cho mày quyển cường lực xạ kích của mày này. Đó, hiểu chưa? Dùng một sao à? Được đấy. Kháng cận chiến này. Lộn thế. Phản kích cái được, phản kích thì được. Đủ. Này, cho mày thêm quyển nữa. Đủ. Ra đâu? Đây. Có cái trò này hay phết đấy chứ. Sao, sao, sao? Mày có cái nào vứt đi thì đưa cho anh. Này, cho mày ít này. Có cái nào vứt đi cho anh. Này, cho mày 11 quyển. Có cái phù ma nào vứt đi cho anh nào. Phụ ma quên. Tốc độ 1 này. Lộn cả. Đào may mắn. Ui. Quyển này hai dòng à. Ui, đéo được quá. Hết chỗ. Anh có một quyển hai dòng này. Vô xạ kích 1, đào may mắn 1 này. Ui. Thợ săn 1, kháng cận chiến 1. Có giấy này sao nữa. Mày phụ ma cái giấy đấy. Mày phụ ma cái giấy đấy xong mày mới búp thì mày búp lên. Đù mày có mấy quyển này hai dòng các bạn. Vãi đái thật. Đù mày mía. Mày không hiểu à? Cái thằng này kém đấy nhỉ. Đầu tiên nhá, mày mở nhân vật của mày lên, ba lô lên. Mày ấn phụ ma, mày phụ ma trên cái tờ giấy trục trống này này. Đấy. Kháng cận chiến cái lộn. Tốc độ ấy. Đó. Kháng tâm xa. Đéo có điểm gì hay. Đốt cháy 1. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mày đốt cháy 1. Đánh bay 2. Đánh bay luôn. Đấy. Xong rồi mày bấm vào đây. Mày cho cái kiếm năng lượng lên. Xong rồi cho cái quyển đấy lên. Cho cái quyển là vật phẩm phụ. Có thể dùng là cái quyển đấy đó. Cái quyển mày đã phù rồi đấy. Tao nói như thế mà đéo hiểu thì thôi. Chúng ta phù mai những cái biểu các bạn ạ. Thề. Xem nào. Đánh bay này. Anh có một quyển đốt cháy này mày lấy không? Đánh bay là cái lồn đấy. Thôi mày lấy được. Từ để anh đợi anh chút đánh xem đã. Kháng tầm xa luôn. Thợ săn dã nhân cái lồn. Mày lấy quyển đấy làm chó. Mày lấy mấy quyển này vãi lúa luôn. Đánh bay là được này. Thợ săn người à. Ô thì phải tao đéo đánh người. Thôi đánh bay được. Từ anh còn một dòng cuối mà đi phải mày. Đéo biết phải làm như nào cả. Dùng được mỗi cái thợ đánh bay thôi. Mà không phải cái nào cũng úp lên được đâu. Có cái được cái không nha. Thợ đánh bay. Phản kích cái lộn thế. Săn người kháng chiến. Ra đây cho quyển đốt cháy này. Thợ săn người đi. Mày mới quyển bùi. Các bạn với mình đi. Góc trái màn hình nha các bạn. Ma trục. Đâu quyển gì ấy? Mày cho anh quyển gì ấy? Kháng cháy à? Địt mày thằng điên. À kháng cháy này cũng mạnh mà. Ra đây cho mày quyển đốt cháy này. Đâu rồi? Quyển đốt cháy anh cầm đây rồi. Địt cụ mày. Từ
đại đại chúc đại chúc. Thả sang người. Tốc độ. Đốt cháy đây đây đây. Đây cháu khỏe đốt cháy này. Đấy mày búp cái đốt cháy vào mày mày xịn vãi cả lìn. Thả săn người này. Đánh bay đánh luôn. Địp con mẹ. Rồi 5 dòng đéo chơi nữa. Sao mày còn